vua của gốm. Gốm non được gói trong lá sen thì nó gọi là chuẩn của chỉnh luôn. Gốm mùa này thì ngon không phải nghĩ. Từ những hạt gốm này thì có thể làm ra được rất rất là nhiều món. Có thể là xôi gốm này, chè gốm này, kể cả là ăn không như thế này thôi cũng quá là ngon rồi. Mọi người nếu như đang ở Hà Nội vào mùa thu ấy thì đừng bao giờ bỏ qua cái món gốm này nhá. Và ngày hôm nay ấy, thì để Tôm sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món ăn vặt cùng với gốm. Nhanh, chỉ trong vòng 30 giây thôi là đã có một cái đồ ăn vặt đỉnh của chóp luôn. Đấy chính là sữa chua gốm, trộn đều gốm và sữa chua lại với nhau. Mời tất cả mọi người nhá. Sữa chua ăn cùng gốm dẻo dai, nó cứ phải gọi là được của nó luôn. Gốm này là gốm nguyên, chưa pha thêm phẩm cũng như là chưa cho thêm đường nên là nó chỉ ngọt thanh thôi, hơi nhẹ nhẹ man mát. Ăn gốm cùng sữa chua ấy, nó vừa giải nhiệt lại còn vừa tốt cho đường tiêu hóa nữa. Còn chần chờ gì nữa, chạy ngay ra mua một gói gốm, một hộp sữa chua và chế biến nó thôi. Ok nhá, 10 điểm luôn. Ở đây có ai thích uống cà phê trứng không ạ? À? Ai thích uống cà phê trứng thì giơ tay lên ạ. À. Uống cà phê trứng lại còn uống ở quán Giảng nữa thì nó lại đúng kiểu luôn. Quán đã tồn tại được rất lâu rồi và cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội. Với những món kết hợp với trứng đấy, mình gọi 3 loại được tuổi teen yêu thích nhất, đó chính là cà phê trứng thuần túy, trứng matcha và trứng cacao nhá. Do lo bụng dạ kém nên mình gọi cả 3 cốc đều là nóng luôn. Bắt đầu với matcha trứng thì mình thấy nó thơm cực kỳ, không tanh chút nào và được đánh hơi loãng nhá. Trứng cacao thì sệt hơn và nó vẫn còn đặc mùi trứng. Mình thấy cái món ngon nhất, đỉnh nhất vẫn cứ là cà phê trứng thuần túy nhá. Ui nó thơm, nó bùi, nó vừa đắng đắng lại ngọt ngọt, chim ưng cực kỳ luôn á. Và mặc dù nổi tiếng và nằm ở vị trí đắc địa đẹp là thế, nhưng giá của nó vẫn cứ cực kỳ là rẻ nhá mọi người. Hãy đến đây và thử trải nghiệm ngay đi nhá, chắc chắn là sẽ không phải hối hận đâu. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Làm nem chua rán bằng cơm đi Tôm. Ok. Nem chua rán, đặc sản của những quán ăn vặt mà quán biết nào cũng có. Thiếu gì thì thiếu, chứ không thể thiếu nem chua. Còn nem chua rán làm từ cơm thì nói thẳng luôn là chỉ bắt chước được giống nhau ở cái hình thức bên ngoài thôi. Nem chua rán có đặc điểm là gì nhở? Đúng rồi, khi chiên lên nó sẽ xù ở bên ngoài và có màu vàng ươm. Mỗi cái thon dài và to hơn ngón tay một chút. Để tạo hình cơm kết dính được giống như vậy thì chúng ta phải dùng cơm nóng nhá. Rồi sau đó phủ bên ngoài bằng lớp bột chiên giòn, nhúng trứng, phủ thêm lớp bột chiên xù rồi đem rán là xong. Xuất xứ của nem chua rán là từ Hà Nội nhá. Và nó cũng là một trong những món đặc trưng của ẩm thực đường phố Hà Nội luôn. Ông nào tranh cãi về nguồn gốc của nó thì cứ đứng ra đây mà cãi nhau tay đôi với tôi đi này. Tôi sẽ dẫn đường link báo cho các ông xem cho bớt cãi. Bởi vì tôi cũng xem trên đó chứ biết cái bíp gì đâu. Món nem chua rán từ cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn này ngon đáo để đấy nhá. Nên thử, có thể ăn vặt lai dai được luôn đấy. Ok. Thưa các anh chị em, cô dì chú bác, hôm nay Tôm quyết định thử một lần làm món chè mà mình rất là yêu thích, đó chính là chè bưởi. Trước khi làm đến quả bưởi này thì đợi Tôm ngâm đỗ trước nhá. Ai muốn nhanh thì nhớ ngâm bằng nước ấm nhá. Loại bưởi làm chè này lên là bưởi da xanh vì cùi của nó dày, gọt hết lớp xanh đi và giữ lại phần trắng thôi. Sau khi mình tách nó xong rồi thì ta lấy phần cùi trắng thái nhỏ hạt lựu. Nhìn từng cái hạt trắng hồng xinh không này. Mọi người đặt một nồi nước sôi, bỏ chút muối vào và đổ cùi bưởi mới thái xong vào trần qua để khử đắng nha. Để tầm 1 phút thôi là phải nhấc ra xả nước lạnh ngay, bóc kỹ cho nó ra hết chất đắng. Đến khi nào mà ráo nước thì thôi. Công thức này cũng là mình học ở trên mạng đó. Tiếp đến là mình pha nước với đường và bột năng loãng, rồi đổ cùi bưởi vào ngâm cho nó thấm vào nhau. Pha tỷ lệ sao cho mình vừa miệng ăn là được. Trong thời gian chờ chúng hòa quyện vào nhau ấy, thì mình cùng đi bắc nồi hấp đỗ xanh nhá. Thề là công đoạn làm nó lích kích lắm luôn ấy. Thôi thôi, không được nản, làm đến đây rồi thì phải chiến tiếp chứ. Một tiếng đã trôi qua rồi và giờ là lúc mình chắc hết cái nước ngâm bưởi đi nha. Giữ lại cái thôi, để trên giá một chút cho nó ráo nước. Mình tranh thủ đi múc đỗ ra. Rồi thì là lấy bưởi vào trộn cùng đường và bột năng thêm lần nữa. Đến cái đoạn này là mình đói lắm rồi đấy. Bắc tiếp một nồi nước sôi, thêm đường vừa ăn. Cho chỗ cùi bưởi đã lăn cùng đường và bột vào đun. Nhớ là phải khuấy thật đều tay và khuấy liên tục đấy nhá. Chứ nếu không là phía dưới sợ nó sẽ bị dính vào và khét, khi đó sẽ không còn ngon nữa. Sau khi sôi tầm được 3 phút rồi thì chúng ta bắt đầu cho hạt đậu xanh vào. Đấy, đồ của nhà trồng được cho nên là cứ cho thoải mái vô tư đi. Mình lỡ tay đun cái nồi chè to quá, chỗ này chắc phải cho cả xóm ăn mất. Ok, giờ mình sẽ tắt bếp, bật cái quạt lên cho nó nhanh nguội.
đến đây là coi như xong rồi đấy. Và còn chần chừ gì nữa mà không lấy ngay cốc đá, múc chè vào và đổ thêm nước cốt dừa là có thể oánh chén rồi. Mời tất cả mọi người ăn cùng tôm nhá. Wow, thơm, ngọt, đậu đã chín dừ, bưởi ăn không còn vị đắng nữa. Ôi, mình đã thành công rồi cả nhà ơi, cả nhà chúc mừng tôm đi ạ. Măng măng. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Chiều nay ăn gì ở đâu? Xin thưa là ăn vặt ở cổng công viên Cầu Giấy nhá. Cứ mỗi buổi chiều về tầm từ 4 giờ trở đi thì chỗ này đúng không khác gì thiên đường ẩm thực luôn ấy. Từ bánh tráng, thịt xiên, xiên que, kem bông rồi, không thiếu một món nào cả. Cảm thấy ngán ngán thì lại chạy sang làm que kem chanh mát lạnh. Ui, nghĩ thôi đã thấy phê tê người rồi. Món hút khách nhất ở đây là món thịt xiên nướng. Cảm giác mỗi chiều đi làm về mà ghé tạm vào một chút lam xiên thịt nóng hổi thơm phức trên bếp nóng thì đúng là chả còn gì tuyệt vời hơn. Đấy, cứ ăn đẫy vào rồi tối về không ăn được cơm, ai hỏi thì lại giả vờ: ôi, hôm nay em ốm, em mệt lắm, chả ăn được gì cả. Thế là lại được cả gia đình thương không bắt làm gì. Đấy là câu chuyện đùa thôi, đừng áp dụng thực tế nhá. Bye bye. Mọi người muốn tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Nhưng mà ở thành phố chắc chắn sẽ không biết đến cái lá này. Đây chính là lá mắc mật, một loại lá để ướp cùng thịt heo đem nướng thì nó lại ngon chữ on kéo dài. Tôi không biết chỗ các bạn sao, chứ chỗ tôi cách đây hơn chục năm, hầu như mâm cỗ nào kể cả đám hiếu hay đám hỉ đều sẽ có một đĩa thịt heo nướng lá mắc mật như thế này. Cách làm thì có thể khác nhau một chút ở chỗ cho gia vị thôi, nhưng đơn giản nhất là cứ ướp thịt cùng hành, ngũ vị hương, mì chính, mắm muối cho vừa. Và quan trọng nhất là phải giã nhỏ lá mắc mật rồi bỏ vào thịt, bóp cho nó ngấm vị của nhau. Loại cây này mọc chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Ngoài lá cây dùng để ướp thịt thì quả và rễ cây này cũng là một trong những vị thuốc đông y đó. Thịt ướp kỹ rồi thì chúng ta sẽ xiên vào từng xiên, ở cách mỗi miếng thịt lại xen kẽ một vài lá vào. Nếu nhà ai không có than thì ta có thể rán cũng được nha, nhưng đương nhiên là nướng thì sẽ đem lại hương vị ngon hơn rồi. Thơm quá, mời tất cả mọi người ăn cùng mình nha. Giờ mà có đĩa xôi đỗ ở đây ăn kèm thì nó lại tuyệt vời luôn. Nghìn tin. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Chào mừng các bạn đến với Ngõ 4 Phạm Văn Đồng. Hôm nay để tôm chỉ cho các bạn một quán ăn ngon nhá, mà vì nó nằm sâu trong con ngõ nhỏ nên rất ít các bạn biết đến. Quán bún vịt nướng không tên nằm gần cuối ngõ 4 Phạm Văn Đồng, có hai vợ chồng cô chú trung niên bán hàng. Mỗi lần bán thì rất ít, chỉ có túc tắc vài con thôi, nên hôm nào cũng đóng cửa sớm, đi muộn thì không có mà ăn đâu. Một bát bún vịt nướng đầy đủ như thế này mà giá chỉ từ 25 đến 30.000 đồng thôi. Nước chấm vịt thì mình tự cầm bát đi lấy nhá, kiểu như buffet ấy, thích lấy bao nhiêu tùy ý. Một bát được 4-5 miếng vịt thái dày, ăn ngập miệng luôn nha. Thường thì khi ra quán muốn ăn bún vịt nướng thì mình phải order riêng vịt nướng riêng, bún riêng và canh mang riêng. Gộp lại thì cũng phải mất tầm 120-140.000 rồi. Những quán bún vịt nướng như này không có nhiều đâu, mà đã ngon lại còn giá bình dân như thế này thì lại cực kỳ là hiếm. Cũng một phần vì khu này đa số là sinh viên và dân lao động thuê trọ nên giá cả cũng phải áp dụng nó hợp lý một tí. Mọi người muốn tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Này thì thích sườn, có sườn. Ông không gọi cả họ ra follow cho tôi thì nhớ mặt đấy nhá. Để làm sườn xào chua ngọt thì cần chuẩn bị thêm một số thứ như là tỏi này, chanh này, hành này, ớt các kiểu thể loại. Công nấu không ngại nhưng ngại cái khoản chuẩn bị với dọn dẹp lắm luôn á. Có ai như mình không? Mà cũng bật mí thêm cho mọi người biết là đây cũng là lần đầu làm chuyện ấy của tôi đấy. Chuyện ấy có nghĩa là làm món sườn xào chua ngọt này này, nên là mọi người đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa nhá. Bóc biết xong các thứ rồi thì mang nó đi băm nhỏ thôi. Từ hành, tỏi, ớt cứ thế mà làm, không sót em nào cả. Cái lúc làm tỏi mình có bị đứt tay, phải đi băng băng gâu rồi mới làm tiếp được. Nhưng mà thôi, đoạn đi có máu nên là mình không quay lại làm gì cả. Anh em để ý thì sẽ thấy lúc sau ngón tay giữa bên tay phải của tôm bị băng đó. Đúng là sinh nghề, bị thương nghiệp. Rồi, giờ là đến phần pha chế. Phần này quan trọng đấy nhá. Đổ mắm này, đường và nước đun sôi, vắt thêm chanh vào chung cái chỗ bắt hành tỏi ớt vừa rồi, khuấy đều lên. Vắt nước chanh thì phải cực kỳ cẩn thận, đừng để hạt chanh nó lẫn vào, nếu không chút nữa làm sẽ bị đắng đó. Hạt nào rơi xuống phải lấy thìa hớt lên ngay nhá. Cái này mình đổ theo tỷ lệ có công thức hết đấy. Nhưng mà con tôm ấy thì quen kiểu nấu bằng niềm tin rồi, nên là cứ cho sướng tay đi đã. Sườn trước khi cho lên chảo thì mình nên trần qua nước sôi để khử mùi hôi trước. Rồi, xong rồi. Giờ chỉ cần cho sườn vào chảo dầu, ít dầu thôi là được đấy nhá. Rồi cứ thế rán sườn cho đến khi nào chú em nó xém da xém thịt vàng vàng rồi, ta mới đổ cái nước pha chế vào nhá. Hôm nay mua được chỗ sườn nó lại ngon uy tín luôn. Rồi, sườn vàng rồi, ta cho nước đã pha chế vào thôi.
có vẻ mình hơi tham lam nên là cho nhiều nước quá. Sườn bơi trong nước được luôn. Nhưng mà tầm này lại thành nhàn nhất đây này. Chỉ có đợi cho nó cạn nước rồi gắp sườn ra thôi. Có vẻ là còn đợi lâu nên là mình cũng tranh thủ chơi ván game. Ôi, và kết quả là tí thì cháy luôn cả chảo. Hú hồn chim én. Nhưng mà nhìn xem xém đen đen tí thôi chứ là vẫn ăn được bình thường nhá. Ý sởi, gắp nhanh ra đĩa rồi xới bát cơm ra oánh chén thôi chứ còn đợi gì nữa. Sườn xào chua ngọt để ăn chơi cũng được, mà ăn với cơm thì nó lại hết cả nồi cơm ấy chứ. Có điều là chả hiểu hôm nay là làm sao ra cửa bước chân nào, mà làm sườn thì sườn hơi cháy, mà nấu cơm thì cũng lại hơi nhão, quá là buồn. Nhưng mà vẫn phải follow cho tôi đấy nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.